Bạn Nguyễn Phan Quốc Anh là bé sổ mũi ho, có đờm, uống thuốc tiêu chảy phân nhầy, có máu và có sốt ạ. Bé sổ mũi ho, có đờm, uống thuốc tiêu chảy. Tức là như này, bạn Nguyễn Phan Quốc Anh này, tức là con nhà em là bị viêm mũi họng. Và con nhà em đi khám được sử dụng kháng sinh đúng không? Thì khi mình sử dụng kháng sinh ấy, thì nó sẽ rối loạn hệ vi sinh đường ruột và nó gây tiêu chảy. Đấy là tác dụng phụ của kháng sinh. Đấy. Có nhầy, có máu và có sốt. Bé bị sổ mũi tức là bé bị sốt là do viêm mũi họng. Và bé nhà em được sử dụng kháng sinh. Nhưng mà Phan Quốc Anh ở đây nói là không biết là bé bao nhiêu tháng ở đây nhá. Và bé bị tiêu chảy từ khi dùng kháng sinh ấy, thì có một lời khuyên các bạn như này. Nếu như em đi khám và được bác sĩ kê cái thuốc đó nhưng mà nó đi tiêu chảy, ví dụ một ngày nó đi 3 4 lần nhé, thì mình dùng thêm men vi sinh và mình dùng thêm cái kẽm cho con bạn. Còn nếu như bạn đang dùng kháng sinh mà con bạn đi tiêu chảy quá nhiều lần, có những bé đi tiêu chảy 10 lần một ngày, thì trong trường hợp này bạn phải quay lại phòng khám đó để bác sĩ hướng dẫn cho bạn đổi cái thuốc kháng sinh khác. Tại vì cái thuốc kháng sinh mà gây tiêu chảy ý, là nó tiêu diệt cái hệ vi sinh đường ruột nó quá mạnh cho nên là nó bị tiêu chảy, hiểu không ạ? Thế cho nên bạn phải quay lại phòng khám đó, được chưa? Và bé bị tiêu chảy là phải dùng men vi sinh để bổ sung, để cân bằng lại hệ vi sinh và dùng thêm kẽm cho con bạn. Thì kẽm dùng như nào? Bây giờ bạn Nguyên Phan Quang bạn không nói là con bạn bao nhiêu. Ví dụ bé dưới 6 tháng là 10 mg kẽm nguyên tố một ngày, bạn dùng cho bác 10 14 ngày. Sau đó mình hạ liều xuống. Cái thứ hai là bé trên 6 tháng thì một ngày bạn phải dùng 20 mg kẽm nguyên tố và dùng trong vòng 10 đến 14 ngày, và sau đó bạn sẽ giảm liều và dùng liên tục trong 3 tháng nhé. Cái việc mà dùng liên tục trong 3 tháng ấy là để làm gì các bạn? Các chuyên gia khuyến cáo rằng mình dùng liên tục trong 3 tháng thì nó sẽ giảm cái nguy cơ tiêu chảy và nó giúp cho đường tiêu hóa bé khỏe mạnh hơn. Ngoài ra kẽm còn kích thích ăn ngon với những bé mà gì ạ? Chậm tăng cân và kém ăn. Đấy, nhá, thì bạn Nguyễn Phan Quốc Anh thì em phải lưu ý như vậy nhá. Còn trong trường hợp mà bé bị tiêu chảy 3 4 lần một ngày mà đang có cái thuốc kháng sinh này nó đang hiệu quả, thì mình chấp nhận cái việc tiêu chảy đấy bằng cách là dùng thêm men vi sinh và kẽm cho bác ạ. Và sau đó mình dùng cái liệu trình kháng sinh này từ 7 cho đến 10 ngày nhá. Đấy, thông thường từ 7 đến 10 ngày. Nếu bác sĩ kê 5 ngày, sau 5 ngày bạn cần phải quay lại khám để bác sĩ đánh giá lại xem là cái thuốc kháng sinh đó nó có hiệu quả hay là không và có cần điều chỉnh gì hay là không. Nhớ chưa? Không được tự ý đổi kháng sinh, không được tự ý ra ngoài hiệu thuốc mua kháng sinh cho con bạn. Bạn làm được việc này ý, là con bạn đã giảm đi cái tình trạng kháng kháng sinh rất là nhiều rồi và nó an toàn cho con bạn. Bạn Hồ Phương Thảo là bé bị tiêu chảy liên tục thì phải làm sao? Thì Thảo là không nói rằng là con bạn bao nhiêu tháng, bao nhiêu cân ở đây. Thì bắt đặt phải chia ra hai cái trường hợp. Trường một là con em bị tiêu chảy từ khi sơ sinh và hai là con em vừa bị tiêu chảy xong. Thì bị tiêu chảy từ khi sơ sinh tức là bé bú mẹ hoặc là bú sữa ông thức, thì nguy cơ là bé bị quá tải lactose hay là bị mất dung nạp lactose, đồng ý chưa? Thì bác Đạt cũng đã có cái video trên kênh YouTube là bé mất dung nạp lactose và quá tải lactose thì mình làm gì rồi. Bạn vào kênh YouTube, đăng ký kênh YouTube và search cái từ khóa đó, được không ạ? Còn nếu như con bạn nó mới bị tiêu chảy gần đây thôi, tức là bị 3 4 ngày gần đây, thì nó có hai cái trường hợp. Một là con bạn có thể bị nhiễm virus đường tiêu hóa, hai là con bạn có thể bị nhiễm vi khuẩn đường tiêu hóa. Thì hai cái này nó khác nhau như thế nào? Ở đây bác đã chia sẻ với bạn cái thông tin này, được chưa? Thứ nhất là bé bị nhiễm virus tiêu hóa đối với trẻ em ấy là thường bị rota virus, thì cái triệu chứng của nó là miệng nôn trôn tháo. Tức là miệng nó nôn liên tục. Và nôn xong đó, nôn khoảng từ 6 đến 12 giờ thì nó sẽ đi té ra. Nó đi toàn phân, toàn nước với phân phân cái lợn cợn có tí nhưng mà toàn nước. Đây là trường hợp bị nhiễm rotavirus, được chưa? Đấy, thì trong trường hợp này nhá, thì mình sẽ bù nước và điện giải cho bé. Thì bác cũng đã nói một cái video là bù nước điện giải như thế nào. Trong trường hợp mà bé nó mệt mỏi, nó ly bì thì qua ngay các cái trung tâm y tế hoặc phòng khám gần nhất để xử lý, được chưa? Đấy. Còn thứ hai là bé bị nhiễm khuẩn tiêu hóa thì cái đặc điểm này các bạn ạ, nó bị sốt này, phân nó đi 3 4 lần một ngày, nó có nhầy có máu và nó mùi khẳng, được chưa? Bé có thể có đau bụng nhưng đấy là các dấu hiệu nó khác hẳn nhau. Bé nó không nôn nha, nó đau bụng, nó khóc, nó sốt và nó đi như vậy, thì trong trường đó thì bạn cũng phải qua các cái phòng khám gần đó để bác sĩ kê kháng sinh để điều trị nhá. Đấy là trường hợp của bạn Tươi Phan nhá.
bạn Tươi Phan. Làm thế nào để con luôn ăn ngon ngủ kỹ? Làm thế nào để con không ốm? Nếu có ốm cũng trôi qua nhẹ nhàng. Làm thế nào để con thông minh, cao lớn và khỏe mạnh? Nuôi con chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng chẳng có trường lớp nào dạy bạn phải làm sao cho đúng. Với 15 năm kinh nghiệm trong nghề, dược sĩ Trương Minh Đạt đã đồng hành cùng hàng trăm nghìn mẹ bỉm giúp tránh khỏi các sai lầm khi nuôi con nhỏ, để cho các con luôn khỏe mạnh, thông minh và phát triển toàn diện. Hơn ai hết, anh hiểu rõ rằng một đứa trẻ khỏe mạnh là nền tảng của một gia đình thịnh vượng, giúp các mẹ nuôi con không còn những nỗi vất vả mà là một hành trình hạnh phúc. Hãy ấn nút đăng ký kênh để theo dõi và cập nhật những video mới nhất về chăm sóc sức khỏe, về dinh dưỡng cho trẻ em, để nuôi con không còn là nỗi vất vả mà nuôi con là một hành trình hạnh phúc. Nếu có câu hỏi nào, các em hãy để lại bình luận dưới video hoặc gọi đến số hotline để được hướng dẫn nhanh nhất.